Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình. Đó, và nói chung thì cả tuần hôm trước rồi, mình không có ra được một cái video gì hết. Tại vì cái máy tính của mình các bạn nó bị lỗi, cho nên là mình đem đi sửa rồi. Và hôm nay mình đã sửa xong rồi và tiếp tục quay video cho các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video review hàng nha. Tại vì mình mới về một thùng lòng nè các bạn. Đây, tổng cộng là hai thùng, một thùng nhỏ và một thùng lớn như thế này. Thì hai thùng này thì mình nói chung là mình chưa có gọi là review, mình chưa có lấy ra hết đâu, mình chỉ gọi là khui sơ ra. Bây giờ mình sẽ khui ra và review chi tiết cho các bạn xem trong kỳ này mình sẽ lấy gì nha. Đấy, tổng cộng là hai thùng, một thùng lớn như thế này. Thùng này á, thì nói chung á, là kỳ này mình lấy về tất cả các mẫu lồng loại chung với lại lớn nha các bạn. Thì đây là cái mẫu lồng hoàng tử nha các bạn. Đây, còn ở đây là ngũ sắc nha. Đấy, những cái màu như thế này, những cái lồng có nhiều màu như thế là lồng ngũ sắc. Rồi, và đây là cái mẫu lồng hoàng tử loại lớn nha các bạn. Đó, một cái lồng màu nâu nè, hoàng tử hình như mình lấy về 5-6 cái gì đó. Bề dài của nó là hơn 20cm nha các bạn, khoảng 26cm á. Còn bề rộng thì cũng hơn 20cm một tí, khoảng 23cm. Thì lồng này thì nó khá là rộng, các bạn có thể nuôi một cặp Winter Wild Robo đồ rất là rộng rãi luôn. Và đây là lồng ngũ sắc. Lồng ngũ sắc thì các bạn có thể sử dụng để nuôi một bé thôi nha, hoặc là để tách hamster đực ra cũng rất là ok. Đó. Lồng ngũ sắc thì nó cũng tặng kèm cho các bạn bình nước chén ăn với lại well luôn, cho nên các bạn không cần mua thêm dụng cụ gì hết, chỉ cần mua lồng về và nuôi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mấy cái lồng nhỏ ra rồi review thêm cho các bạn xem. À, đây là cái combo của lồng ngũ sắc nè các bạn. Đó, bình nước chén ăn với lại well. Đấy, bình nước chân không nha các bạn. Đó. Rồi, combo của nó thì nó sẽ đầy đủ như thế luôn. Các bạn chỉ cần đem về bên bỏ thăm tơ vào nuôi thôi. Đó. Rồi và đây là cái mẫu lồng hai tầng các bạn. Đây mình có về mẫu lồng hai tầng luôn nha. Đây là gato hai tầng nè. Đó. Và đây là cái mẫu hai tầng bề này thì nó khá là to các bạn. Bề dài của nó khoảng 27cm á. Đó, khá là to. Cái mẫu lồng này thì các bạn có thể nuôi được bia luôn nha. Đó, rất là to luôn và nó tới hai tầng luôn mà. Còn một tí mình sẽ ráp ra và cho các bạn review kỹ hơn cho các bạn xem cho nó dễ nha. Đây là hoàng tử lớn nè. Đây là một cái mẫu màu xanh nước biển. Đó. Ok. Rồi. Còn đây là những cái nắp lồng thôi các bạn, những cái nắp lồng sắt thôi. Rồi, đây là một mẫu cái lồng hai tầng khác nữa. Đây, hình như cái này là hoàng tử hai tầng nha các bạn. Đó, cái mẫu lồng này thì khá là rộng luôn, hai tầng nhưng mà loại lớn chứ không phải là loại nhỏ nha. Loại nhỏ thì khá là hẹp. Còn cái loại lớn này thì các bạn có thể nuôi được bia luôn á. Đó. Rồi. Đây cũng là hoàng tử hai tầng luôn nhưng mà màu hồng. Đó, bạn nam nào thích màu hồng thì có thể inbox cho mình nha. Ok. Đây là nắp lưới rồi thôi. Đó, mấy cái nắp lưới rồi hoàng tử đồ nè. Rồi và cuối cùng đó chính là mẫu lồng đại nha các bạn. Đây, mẫu lồng đại thì hôm trước có một vài bạn hỏi mình á, cho nên là hôm nay mình sẽ lấy về thêm cái mẫu lồng đại này luôn. Mẫu lồng này thì nó rất là rộng luôn và các bạn có thể mua về và có thể là sáng kiến rồi chế tạo đồ chơi rồi để vào thì nó sẽ khá là rộng rãi và có thể các bạn có thể để nhiều đồ chơi hơn cho nó chơi. Rồi thì cái này cái bề dài của nó là khoảng đâu đó là 20 nè, 40, khoảng 44-45cm các bạn là bề dài á. Còn bề rộng của nó thì nó khoảng đâu đó là 27cm các bạn, 26-27cm. Đó, thì nói chung là các bạn có thể nuôi được khoảng là 4 con bia. Đó, 4 con bia thì nó sẽ rất là rộng luôn. Và các bạn có thể để thêm well được cho nó chơi luôn. Ok, đây có màu trắng và màu đen như thế này. Còn đây là những cái móc thôi các bạn. Đây, những cái móc để móc cái lồng sắt với lại cái đế nhựa phía dưới thôi. Rồi, thì nói chung thì kỳ này mình về thêm một vài mẫu lồng như thế này. Đấy, một vài mẫu lồng lớn với lại nhỏ như thế này nha. Đó, các bạn nào mà cần mua mẫu lồng nào thì có thể chụp hình này nha. Một tí nữa mình sẽ là ráp lại rồi review kỹ cho các bạn xem cho nó dễ. Rồi, và trong cái hộp nhỏ này thì nó sẽ có cái này là xích đu nha các bạn. Đây, xích đu gỗ nè. Đó, các bạn nào mà nuôi lồng hồ kính đâu đó, nó rộng rộng hoặc là nuôi lồng đại đâu đó thì các bạn có thể mua xích đu đồ để vào trang trí cũng như là cho nó chơi rồi rất là vui luôn. Đây là những cái nút của chiếc well gắn lồng riêng. Đó, mình có về thêm những chiếc well gắn lồng riêng ở ngoài như thế này để cho những bạn nào mà lồng của bạn mà well nó bị hư á, tại vì những chiếc well ở trong lồng á thì nó khá là mau hư, vì thế là mình lấy riêng cái loại này về, nếu như một bạn nào bị hư thì có thể mua riêng ở ngoài. Đây là rồi và cuối cùng đó chính là hai bao thức ăn nha các bạn. Đây là một bao thức ăn trộn nè, rất là to luôn, thấy không, siêu to khổng lồ luôn nha. Rồi và bên kia là một bao thức ăn dặm. Đó, bây giờ mình sẽ để cái cam ở đây nè. Đó, và sẽ khui cái bao này ra rồi review cận cảnh cho các bạn xem luôn nha.
Rồi và đây là cái bao thức ăn trộn nè các bạn. Đây một cái bao rất là to luôn. Trong này thì nó có khoảng là 80 bịch nha các bạn. Đó, 80 bịch thức ăn như thế này. Và mỗi bịch như thế thì nó sẽ rơi vào là nửa ký. Và nó vẫn giá 28.000 một bịch thôi. Và nó rất là đủ thành phần luôn. Tất cả các loại thành phần cung cấp đầy đủ cho mấy con chuột của các bạn luôn. Thì mấy các bạn cho nó ăn cái bịch thức ăn bên mình đó thì mình sẽ đảm bảo cho các bạn là nó hamster của bạn nó sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng. Đồng thời nó sẽ béo và uống nha. Rồi và bên này thì nó sẽ có sâu. Đây sâu, một bịch sâu rất là đẹp như thế này. Đây sâu loại nhỏ nha các bạn. Mình không có lấy sâu loại lớn thì vì mình thấy các bạn ít mua sâu loại lớn. Đó các bạn thấy sâu loại lớn các bạn sợ hay là sao đó, các bạn không có mua. Cho nên là mình lấy sâu dạng nhỏ như thế này thôi. Và cái loại này thì người ta rang sẵn chín sẵn rồi. Các bạn chỉ cần về và để cho nó ăn thôi. Đây là một bịch phô mai nha các bạn. Đây là phô mai dạng không chảy nha, chứ không phải là dạng dạng giọt nước. Dạng giọt nước thì nó rất dễ bị chảy vào những ngày nóng. Còn đây là hướng dương, đó, 1 kg, 2 kg hướng dương như thế này. Đấy, một bịch như thế rơi vào 1 kg. Rồi, hướng dương thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình luôn và hôm nay mình sẽ lấy về thêm hướng dương nha. Rồi và trong này là có một bịch yến mạch nè. Đó, yến mạch dạng lá nha, chứ không phải dạng bột. Dạng bột thì nó sẽ rất là dơ. Đó, các bạn để vào chén thức ăn cho mấy con chuột nó ăn rất là dơ. Còn dạng lá này thì nó không có bụi nhiều. Còn đây là một bao cốm gạo siêu to khổng lồ luôn. Đó, một bao rất là to luôn nha. Rồi, mình lấy cái một bao cốm gạo nhiều như thế đó là sẽ dĩ là các bạn mua lòng rồi đó thì mình sẽ tặng cho các bạn thêm một bịch cốm gạo. Đấy, với lại là các bạn rất là thích cho nó ăn cốm gạo luôn, cho mấy con chuột ăn cốm gạo. Đó, đặc biệt là những bạn nào mà nuôi chuột hamster mà hamster nhỏ các bạn nó mới tập ăn á thì các bạn có thể mua cốm gạo cho nó ăn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ để ở đây luôn nha. Chứ bây giờ mình không có thể lấy ra được, một tay mình quay rồi một tay mình lấy ra nó rất là bất tiện luôn. Ok, bây giờ mình sẽ gáp mấy cái mẫu lòng này nha các bạn. Đây, gáp mấy cái mẫu lòng này lại và review cận cảnh cho các bạn xem nha. Rồi và sau một thời gian thì cuối cùng mình cũng đã ráp xong những cái mẫu lòng trong cái đơn hàng kỳ này nha các bạn. Đây thì mới vào đây là một cái mẫu lòng gato 2 tầng mà nãy mình có giới thiệu sơ qua cho các bạn đó. Thì ráp xong thì nó sẽ như thế này nha. Đấy, nó khá là to và các bạn có thể nuôi được một con bia nha. Đấy, một con bia thì rất là ok. Còn đối với những cái loại mà hamster nhỏ Wunderwa Robo đó thì các bạn có thể nuôi được 3 bé, 3 đến 4 bé thì rất là ok luôn. Lòng thì nó khá là to nha các bạn. Đấy, rồi cửa thì là cửa khóa luôn nha. Đấy, các bạn nuôi bia thì sợ không có sợ nó là cậy cửa ra. Đó, nó sẽ như thế này. Còn bên trong thì nó sẽ có well nha. Đây là bình nước nè. Đó, nếu như các bạn nuôi bia thì các bạn phải mua bình nước lớn một tí nha. Cầu tuột nè, nhà 2 tầng. Đó, cái nhà bên trong thì mình thấy nó như là một cái đường hầm nha các bạn. Đó, nó sẽ làm cái thiết kế cái mẫu nhà nó như thế này. Đấy, như là một cái hầm cho mấy con chuột chui xuống vậy đó. Rồi, đây cái lồng gato 2 tầng, khá là to luôn. Rồi và bên đây cũng là một cái mẫu lồng 2 tầng nữa nhưng mà nó sẽ size nó nhỏ hơn một tí so với cái mẫu gato nha các bạn. Và cái tầng nó cũng 2 tầng như thế này. Cầu tuột thì nó dạng cong, còn gato thì cầu tuột nó sẽ dạng thẳng. Đây, một combo well được của nó nè, well mình chưa ráp. Còn đây là cái nhà của nó nè, đó cái nhà của nó thì các bạn có thể tháo ra như thế này để mà vệ sinh nhà rất là dễ dàng luôn. Các bạn không cần là tháo những cái tầng ra. Đấy, còn các bạn muốn kỹ thì có thể tháo những cái tầng ra để mà vệ sinh nha. Còn bên này cũng là một mẫu 2 tầng cũng giống như bên kia thôi nhưng mà cái màu xanh. Đấy, bình nước đồ, well nè. Đấy, well các bạn có thể gáp ở tầng giữa như thế này cũng rất là ok. Còn nhà đồ các thứ các kiểu, đấy rất là chắc chắn. Còn bên đây là một mẫu lồng hoàng tử nhưng mà chỉ có một tầng thôi. Và các bạn có thể nuôi được khoảng là 2 đến 3 bé hamster dòng nhỏ là rộng nha. Còn các bạn nuôi nhiều nữa thì nó sẽ khá là chật. Đấy, nó cũng có chứng ăn rồi đó. Các bạn nào thích mẫu nào thì có thể chụp màn hình lại và gửi vào fanpage hoặc là Zalo số điện thoại của mình luôn nha. Rồi, mình sẽ để cái đường link ở phía dưới. Các bạn cần mua cái gì thì có thể inbox phía dưới, mình sẽ báo giá cho các bạn luôn. Rồi, và cuối cùng đó chính là lồng đại. Đây, mẫu lồng đại đen nè. Đấy, ở trên này thì cái cửa nó sẽ có cửa khóa rất là chắc chắn như thế này nha. Đó, các bạn có thể nuôi bọ, nuôi sóc hoặc là nuôi những hamster bia. Nuôi khoảng 3 đến 4 con bia cũng khá là ok. Đó, các bạn có thể thiết kế khi đồ chơi đồ. Đấy, nó có những cái móc ở dưới đế như thế này rất là chắc chắn luôn. Rồi và lồng đại xong rồi. À, cuối cùng là lồng ngũ sắc nha các bạn. Đây, cái mẫu lồng này các bạn cũng rất là quen thuộc rồi. Đó, nó sẽ có chiếc ngăn bình nước như thế này. Trên này nó vẫn có một cái cửa khóa. Đấy, hai chốt khóa luôn nha. Các bạn không sợ mấy con chuột ở đào tẩu ra đâu. Đó, cái lồng này các bạn có thể nuôi một bé thôi nha. Nuôi hai bé rất là chật. Bạn nuôi một bé là ok. Rồi còn đây là mấy cái mẫu lồng cũng giống như mấy cái kia thôi nhưng mà mình chưa ráp. Rồi và nói chung á thì trong cái đơn hàng kỳ này mình sẽ về những cái mẫu lồng lớn như thế nha. Đấy, tổng cộng là 5 mẫu và trời thì cũng gần mưa các bạn. Đây, mây đen thui rồi. Và bây giờ mình sẽ tranh thủ
gọi là dọn mấy cái đồ này vào nhà nha. Thì thôi mình để ngoài sân như thế này thì nó sẽ gọi là mưa nó tạt vào mà ướt đồ cái thứ cái kiểu nữa đó. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha, và nếu như mà các bạn thấy hay thì quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Rồi và các bạn nào mà cần mua hàng, mua lồng hay là thức ăn gì cho hamster thì có thể inbox vào fanpage hoặc là Zalo số điện thoại của mình luôn đó, mình sẽ gửi hàng đến tận nhà của mình của bạn luôn nha. Đấy, đây là chỗ mình để thùng rồi nè. À, ở đây có cái bãi cát hôm trước mình có làm mà mình chưa có bỏ. Rồi và xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.